Quý vị và các bạn thân mến, qua các kỳ phát sóng, Khám phá Huế đã đưa quý vị tìm về các địa danh di tích đặc biệt của Huế nhưng lại ít người biết đến. Tiếp tục hành trình đó, hành trình tìm về lăng mộ chính Chúa Nguyễn tiếp tục đưa quý vị ghé thăm lăng Vũ Vương, Nguyễn Phúc Hoắc. Mời quý vị cùng theo dõi hành trình này với phóng viên Diễm My. Chào quý khán giả của mục Khám phá Huế. Điểm đến ngày hôm nay của những người thực hiện chương trình chúng tôi là lăng Trường Thái của Vũ Vương Nguyễn Phúc Hoắc. Ông là vị chủ nguyện thứ 8 của chính quyền Đàng Trong trong lịch sử Việt Nam, lên ngôi được 27 năm và đã để lại nhiều dấu ấn trong khoảng thời gian ông trị vì. Ngay sau đây, mời quý vị hãy cùng ghé thăm lăng Trường Thái và cùng tìm hiểu lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp của Vũ Vương Nguyễn Phúc Hoắc. Chúa Nguyễn Phúc Hoắc là con trưởng của chúa Nân Nguyễn Phúc Thụ. Ngài lên thay nghiệp chúa sau khi cha băng hà năm Mậu Ngọ 1738, đương thời gọi là Vũ Vương Nguyễn Phúc Hoắc. Những năm Vũ Vương cai trị Đàng Trong, ngoài việc cải cách về nội trị, ngoại giao và phong tục tập quán, Vũ Vương còn tìm cách mở rộng bờ cõi về phía nam. Đất nước Chân Lạp thường có nội chiến nên thường cầu cứu Vũ Vương giúp đỡ. Để đền ơn, các vua Chân Lạp thường cắt đất hiến cho ngài. Đến năm 1757, lãnh thổ Đàng Trong đã được mở rộng đến Kiên Giang như hiện nay. Dưới thời chúa trị vì, nhiều cải cách được ban hành. Một trong những cải cách quan trọng trong thời kỳ này là cuộc cải cách về y phục, nhằm đình chỉ lại chế độ y quan cả nam lẫn nữ, phân biệt trang phục giữa đàng trong và đàng ngoài. Với quan thì dùng thải đoàn, đội mũ giáp vàng bạc, còn gấm vóc theo rồng phượng thì không được dùng. Với người dân, y phục hàng ngày dùng áo cổ đứng tay ngắn, lễ phục dùng áo cổ đứng tay dài và dùng ba màu trắng, đen và xanh. Sử sách cho rằng chúa Nguyễn Phúc Hoắc đã viết những trang sử đầu cho chiếc áo dài Việt Nam. Dưới thời ngài trị vì, cuộc sống người dân được yên bình trong cảnh thái bình thịnh trị, đời sống đủ đầy sung túc. Phụ chúa ngày đêm không ngớt tiệc tùng ca hát. Đây cũng là giai đoạn Trương Phúc Loan với nhiều tham vọng, mưu đồ tạo phản, tìm cơ hội để thao túng Vũ Vương để chuyên quyền nội chính. Mầm suy đồi dậy lên cũng từ giai đoạn cuối đời chúa. Năm 1765, Vũ Vương Nguyễn Phúc Hoắc băng hà, thọ 52 tuổi. Lăng mộ được an táng tại làng La Khê thuộc huyện Hương Trà. Nay là thị xã Hương Trà. Về sau được gọi là Lăng Trường Thái.